Ca khúc mới bị chê thiếu cao trào, anh thanh niên Huy R phản hồi ra sao? Sau khoảng thời gian gặp biến cố trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, Huy R quyết định làm mới mình khi ra mắt ca khúc Anh OK. Sau gần 5 năm debut, Huy R sở hữu loạt hit Cô gái M52, Anh thanh niên, Cô gái vàng, Sài Gòn của anh, Không yêu trả dép tôi về. Chia sẻ về dự án lần này, Huy R cho biết anh OK như lời tự sự của chàng trai luôn tỏ ra mình ổn và mạnh mẽ sau chia tay. Nhưng đằng sau đó là sự dằn vặt, không lối thoát được ẩn dụ bằng hình ảnh chiếc buồng điện thoại tượng trưng cho tình yêu trong quá khứ luôn theo đuổi và ám ảnh trong tâm trí. Nam ca sĩ trẻ chia sẻ, trước khi ra mắt ca khúc mới, anh gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống, đó là khoảng thời gian mình không cảm thấy chán nản điều gì, và cũng không thấy thiết tha công việc gì. Lúc đó, em tự hỏi bản thân mình rằng liệu ngày mai có ổn không? Huy R cho biết bản thân bị trôi trong nhiều cảm xúc không vui, không tìm được cảm hứng sáng tác hay sáng tạo nữa. Anh OK được Huy R lên giai điệu vào năm 2022 và được hoàn thành vào cuối tháng 3 năm 2023. Sau khi nam ca sĩ đọc được khá nhiều bình luận từ khán giả và nhận xét âm nhạc của Huy R luôn một màu, luôn lắng nghe góp ý từ phía khán giả đến với anh OK, Huy R đã cố gắng thay đổi và làm mới bản thân và màu sắc âm nhạc. Tuy nhiên, ca khúc lần này cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nếu các fan ruột dành sự yêu thích, lời khen ngợi cho anh OK, thì một số khán giả cho rằng ca khúc thiếu bắt tai, thiếu cao trào so với các bản hit trước đây của Huy R. Phần MV cũng được thực hiện một cách tối giản, không cầu kỳ. Phản hồi về nhận xét này, phía Huy R và quản lý chia sẻ, sản phẩm âm nhạc lần này như bước đầu tiên để Huy R tìm lại sự tự tin trong âm nhạc sau nhiều biến cố. Anh OK cũng đánh dấu một chặng đường mới mẻ, thú vị của Huy R, bởi ít nhất nam ca sĩ biết mình sẽ làm gì trong thời gian tới. Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Huy R cho biết anh cùng ekip đang lên kế hoạch cho chuỗi dự án sẽ được ra mắt liên tục vào thứ năm của tuần thứ ba, mỗi tháng. Và anh OK là ca khúc mở màn cho chuỗi dự án này.